Đêm 30 tháng 6 rạng sáng mùng 1 tháng 7, hai trận đấu với chiến thắng ngược dòng đã xác định 4 cái tên lọt vào tứ kết, gồm Thụy Sĩ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Ở trận đấu cuối ngày 30 tháng 6, dù bị Slovakia dẫn bàn trước, nhưng đội tuyển Anh đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia nhờ các bàn thắng của Bellingham phút 90+5 và Kane phút 91 để giành vé vào tứ kết Euro 2024. Đội tuyển Anh sẽ bước vào vòng tứ kết và đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ. Bước vào trận đấu với Georgia, Tây Ban Nha đã thể hiện đẳng cấp với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Tuy nhiên, phút 17 họ bị dẫn trước bởi màn phản lưới nhà của Robin Lenormand. Dù bị dẫn bàn bất ngờ, Tây Ban Nha vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục pressing đối thủ. Mưa bàn thắng cho Tây Ban Nha được ghi vào các phút 39, 51, 76 và 83, giúp Tây Ban Nha ngoạn mục tiến thẳng vào tứ kết. Sau thất bại trước Thụy Sĩ và phải về nước sớm, cả đất nước Italia đang sôi sục. Những từ ngữ nặng nề nhất đã được sử dụng để mô tả thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti trên mặt trận truyền thông. Với những gì vừa xảy ra, truyền thông Italia đang sợ rằng đội tuyển của họ sẽ lại bỏ lỡ kỳ World Cup tới, giống như các năm 2018 và 2022. Tỏ sáng ở trận Tây Ban Nha thắng Georgia tại vòng 1/8 Euro 2024, Lamine Yamal cân bằng thành tích kiến tạo của Cristiano Ronaldo cách đây 20 năm. Tính cả đường truyền cho Fabian Ruiz ghi bàn ở trận đấu rạng sáng mùng 1 tháng 7. Yamal có 2 kiến tạo ở Euro 2024. Nhờ đó, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo tại vòng knockout Euro. Lịch thi đấu Euro 2024 ngày hôm nay. Đêm mùng 1 tháng 7 diễn ra trận đấu được chú ý nhất vòng 1/8, đó là cuộc chạm trán giữa Pháp và Bỉ. Hai ông kẹ bóng đá châu Âu sẽ phân tài cao thấp trên sân đấu Dusseldorf Arena lúc 23 giờ để tranh vé vào tứ kết Euro 2024. Tiếp đó, Bồ Đào Nha sẽ gặp Slovenia vào lúc 2 giờ sáng mùng 2 tháng 7. Trong quá khứ, cả hai đội gặp nhau một lần ở đợt giao hữu quốc tế vào tháng 3 năm 2024. Chiến thắng thuộc về Slovenia. Tuy nhiên, ở giải đấu lớn như Euro, trận đấu diễn ra chắc chắn sẽ rất khác và Bồ Đào Nha sẽ không bỏ qua cơ hội.